Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng chuột Magic Mouse, đó là dòng chuột Magic Mouse 2 chính hãng của Việt Nam. Thì cái dòng mà chuột Magic Mouse này được phân phối bởi FPT, đây là tem FPT, bảo hành chính hãng FPT. Đó thì sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm. Thế tuy nhiên thì với cái dòng chuột này mình đã check ở trên trang chủ của Apple như ở đây. Ở đây thì có rất là nhiều khách hàng khi mua chuột, kể cả là mua hàng Mỹ hoặc là hàng hàng sách tay hoặc là hàng chính hãng ấy, thì cũng thắc mắc là cái series tại sao nó check nó không ra. Thì ở đây đây mình có một cái con chuột như này. Ở đây là model này. Ở đây là các bạn xem ở đây như đây, nhưng mà giới thiệu với các bạn đây là hàng chính hãng của FPT nhé. Thì nó là mã ZA-A, ở đây là MLA02, ZA-A. MLA02, ZA-A. Thì nó xuất cho thị trường Việt Nam, nó có cái năm sản xuất này tháng 11 năm 2020. Và đây series của nó đây. Series của nó đây mình check ở đây là CC20472012QZ2XPAV. Thì mình sẽ bấm check xem nào. Nó báo như thế này. Sorry, bus series number isn't valid, có nghĩa là không không tồn tại. Please check your information in the chat again. Ok, đấy thì mình cũng cái câu hỏi này thì mình sẽ để lại. Mình sẽ có một cái video nói về cái việc mà vì sao cái số serial number này nó không lên, mặc dù là Apple có series ở đây. Với tất cả các sản phẩm thì cơ bản thì mình thấy là tất cả như là iPhone, MacBook, Apple Watch thì nó đều lên. Còn những phụ kiện như thế này, phụ kiện như là Magic, hàng chính hãng có serial number thì nó không lên. Nó báo như vậy. Đó thì tất cả ở đây đều là hàng chính hãng của FPT. Thì làm thế nào để mua được hàng chính hãng? Thì đầu tiên là phải đảm bảo tiêu chuẩn ở đây. Như các bạn thấy ở đây là xuất cho thị trường Việt Nam thì sẽ có 5 sản xuất ghi bằng tiếng Việt. Đó, ở đây có thông tin với Việt Nam này, công ty trách nhiệm hữu hạn Apple Việt Nam, đó là hàng xuất cho thị trường Việt Nam. Có tem FPT thì những cái sản phẩm này sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm. Nó sẽ kèm theo hóa đơn, chứng từ, giấy tờ đầy đủ, sản phẩm full VAT, full thuế. Thì hiện tại ở đây đang có tương đối là nhiều. Đây, phục vụ cho anh chị em mà sử dụng với cả MacBook này, rồi iPad cũng có thể sử dụng được chuột Magic Mouse. Đó. iPad bây giờ cũng dùng được chuột Magic Mouse nhá. Ok, rất là nhiều để phục vụ cho anh chị em có thể sử dụng được cùng với cái sản phẩm của Apple đồng bộ thuận tiện. Thì bên Westcom đây có những cái sản phẩm là chính hãng, Apple Magic Mouse chính hãng để cung cấp và phục vụ anh em. Anh em nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể